Xin kính chào quý bà con, hôm nay thứ Tư ngày mùng 6 tháng 12 năm 2023. Chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh nhà nông miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ tăng nha quý bà con. Giá hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo, giá mua tại vườn nha quý bà con. Giá có thể biến động tùy địa phương nha quý bà con. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau. Xoài cát hòa lộc mua xô 330g trở lên 60.000 đến 70.000 đồng kg. Xoài cát chu xanh mua xô 21.000 đến 22.000 đồng kg. Xoài cát chu vàng mua xô 23.000 đến 25.000 đồng kg. Xoài Đài Loan xanh nhất 29.000 đến 30.000 đồng kg. Xoài Đài Loan xanh nhì 14.000 đến 15.000 đồng kg. Xoài Đài Loan vàng nhất 33.000 đến 34.000 đồng kg xoài Đài Loan vàng gì 14.000 đến 15.000 đồng kg, xoài cốc 10.000 đến 15.000 đồng kg, xoài ba màu xô 23.000 25.000 đồng kg, xoài keo xô 10.000 đến 12.000 đồng kg, giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo.